Bụt Hải Nam Mô Tham Mai Nam Mô Hải Nha. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng, kính lễ đại đức Pháp Trang. Xin chào Sư Mê Ta, Sư Nhật Quỳnh, Sư Tưởng Mộng, Hồng Nhật, Hữu Tâm Hạnh, Trăng Thư, Sư Cầm Man, Sư Kim Dung, Sư Thanh Hoàng, Sư Thiện Vũ, Quỳnh Giang Nhất Hà, Sư Hà, Sư Niệm Từ, Sư Kim, Sư Thi Lâm, Sư Tâm Pháp, Sư Duyên và Đạo Hữu Láng Đáng Mây Trời. Hôm nay chúng ta sẽ cầu Phật nguồn 39. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Ratanatayassa Vandami Buddho Hesi Arahant Tathagato Lokuttamo Sabbagaru Hicca Sasatha Chana Dhammapu Vido Vanda Mahantang Naraku Chana Giác Cần. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc không đâu sánh bằng, thoát ly phiền trói trăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng, tứ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tâm mô bà đi bồ giá tá sá sát thu nô mạnh thá sá vi nà cá rô cô tấp bà nhu bút thấp bà tí phù tí sanh nhá tô hoàn đà má hành tăng ná rá phù. Cha này giác cần pháp bảo vi như ánh vàng, Như Lai soi sáng vẹt màn vô minh, phá tan lầm lạc dũng sinh, đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân phô quý số thô thú vát tá sát xa quá cô thích thà thú cà mô quá thích pháp cô niên đà quá rô hoành đà má hành. Cha này giác Long Phật Đà, tâm học Phật Thầy, thanh tịnh đi trần, xa lìa thể pha tàm, nhân ai bị, xin đảnh lễ tăng hy, công chúng, nhớ ghi, cúng dường, thành át, tế giá tê chê, à mê, ê, tú quá, thanh năng ta, xa vi a nú phao, na sê tin bảo uy linh, cho con tấn hóa, học hành, con nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học quả cao Bồ Bụt Hải. Chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay cũng chín ha, quý vị nhìn lên trên màn hình ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu phân môn này. Trước tiên đọc lại, quý vị có được một khái niệm. Rồi chúng ta phân. Alo quý vị nghe ha. Đây môn 319 quách chăm chắc quát chắc tô nhắc tô chắc tô nhắc tòa. Đây là quát này áo quát chắc tô chăm chắc chắc tô đầu ngắn. Quy luật như vậy. Chẳng cha quát tòa áo quát tổ, chẳng cha quát cha tổ nhắc tòa áo quát, chẳng cha áo quát cha tổ. Bây giờ qua câu số 3. Sammadithi sammadana
Samadhi Samadhana. Câu 4. Sát ta gát chăn tí xúc gát tình. Sát ta gát chăn tí xúc gát tình. Bây giờ chúng ta ôn câu 3, câu 4. Samadhi Samadhana Sát ta gát chăn tí xúc gát tình. Samadhi Samadhana Sát ta gát chăn tí xúc gát tình. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại toàn câu ha. Quách chăn cha quách cha tù nhắc tòa áo quách chăn cha áo quách cha tù. Samadhi Samadhana Sát ta gát chăn tí đức xúc gát tình. Bây giờ đó là cái tập thứ nhất. Cái tập thứ hai. Quách chăn cha quách cha tù nhắc toàn áo quách chăn cha áo quách cha tù. Samadhi Samadhana Sát ta gát chăn tí xúc gát tình. Rồi trong bài học ngày hôm nay quý vị chú ý ha, quách chăn cha, nhưng mà cũng có sách người ta họ tóm tắt lại, tức là chữ quách chăn cha thì người ta có thể bỏ đi chữ m có dấu chấm, mà người ta thêm vào đó là chữ n có dấu ngã ở phía trên và dính liền với chữ cha, quách chăn cha. Thì trong cái cách viết quách chăn cha và quách chăn cha thì hai cách viết này đều đúng nhau hết. Nhưng mà đây quý vị quan ha, chúng ta theo cái cách để dòng ha. Và bây giờ chúng ta tới tâm và đoạn. Bây giờ bắt đầu xin mời chiếc lá để cho chúng ta thấy có mùa xuân. Chúng ta một tí xuân ơi. Dạ, con xin đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu 319. Quách chăn chá quách chấp tù nhất tòa. Quách chăn chá quách chấp tù. Quách là trường âm, nhấn chăn là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, quách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, nhắc nhá, nhá là đoạn âm, tòa là trường âm thông thường. Á là đoạn âm, quách là trường âm nhấn, chăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, á là đoạn âm, quách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Con xin đọc lại hai câu này. Quách chăn chá quách chắc tô nhắc tòa á quách chăn. Quách chăn chá quách chắc
tô. Câu 3 với câu 4. Sam là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, địch là trường âm nhấn, thí xá là hai đoạn âm, ma đa na là ba trường âm thông thường, sát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, gắt là trường âm nhấn, chan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, xúc là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Samadithisamadanasattagacchantisukgatin. Con xin đọc lại 4 câu. Quách chăng cha quách cha tù nhắc tòa a quách chăng cha a quách cha tù samma đít thi samma đà na sát tà gách chăn tí xúc gia tình. Dạ con xin xuống mic. Alo, 1, 2, 6. Là mùa xuân thì có rồi này kia, đây là đá không à? À, chữ hoa đọc đọc dễ nhất toa đúng, nhưng mà khi tìm xích chữ là mùa xuân chúng ta kia mới chát lên tài xích chữ nhất là âm nhắn chứ không phải nhá ha. À, không phải chữ nhá mà đọc chúng ta đọc là nhắc âm à, xin chiếc la mùa xuân chú ý chỗ này ha. Rồi xong à, một người rồi ha. Bây giờ người thứ hai, alo Huynh Quang từ dưới đây ha. Huynh Quang bây giờ Huynh Quang lên phân tích câu 319 nè. Alo, có rảnh không? Rồi, thêm bàn tay xà thủ. Dạ bạch sư, con xin kính đảnh lễ sư, con kính xin đảnh lễ quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc thử 300 câu kinh pháp cú 319 với lại phân tích thử luôn. Dạ. Quách chăng cha quách gia tổ nhắc tòa á quách chăng cha á quách gia tổ. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2 là quách là trường âm nhấn, chá là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, quách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, nhất là trường âm nhấn, qua là trường âm thông thường, á là đoạn âm, quách là trường âm nhấn, giá là trường âm con xin lỗi, là giăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, á là đoạn âm, quách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Và con đọc câu số 3 và số 4. Sam-ma-đít-thi-sa-ma-đa-na-sat-ta-gách-chan-ti-su-ga-tinh. Sam là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, tích là trường âm nhấn,
Thí là đoạn âm, xá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đa là trường âm thông thường và na là cũng trường âm thông thường. Câu số 4, sa sắc là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, gách là trường âm nhấn, chanh là trường âm nhấn, tý là đoạn âm, xúc là trường âm nhấn, gá. Bạch sư ngày hôm qua con sai cái chỗ này, gá là đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại hai câu là sam ma đích thí sam ma đa na sát ta gắt chăm tí xuất gia tình. Dạ, con có sai thì xin sư đọc lại cho con, tha sửa cho con. Một hai ba, một hai ba, sa thôi thì chỉ chăng quách chăng thì huỳnh huỳnh bị bóc mà có chỉnh sửa lại câu số 2, nhưng mà câu số 1 quách chăng thì chỉ chăng này đọc thành chữ cha. À đó, sư cha Kim Dung cũng nghe rõ ha, nhưng mà rồi cũng cũng phân tích nó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ha. Đây là bị vấp thôi à, bởi vì lúc đầu lên đọc cái này Huynh Quang không chịu đọc thiệt mà đọc thử à, chính thử như vậy đó, cho nên nó mới 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 rắc rối vậy, chứ đọc thiệt thì đọc đúng à, nhưng mà đọc thử thì cũng bị vấp một tí à, đó mới là thử à. Rồi sa thu như vậy là một cái sự nắm bắt rõ ha, nắm bắt rất rõ. Thì vậy tổ Phật ngôn 39 phân tích. Alo Sĩ Khả ơi, dạ là Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sằng Khà Giá, và con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, và con xin trả lời. Quách chằng cháo quách cha tồ nhát tòa áo quách chằng cha a quách cha tồ quách chằng cháo quách cha tồ nhát tòa. Quách là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, quách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, nhắc là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường. Á quách chăng chá á quách chá tô, á là đoạn âm, quách là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn chá á là hai đoạn âm, quách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Quách chăng chá quách chá tô nhắc tòa á quách chăng chá chá á quách chá tô. Sam sam ma đích thí. Dạ con đọc lại. Samma đích thí samma đà na satta gacchanti xuất gia tình. Sam là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, đích là trường âm nhấn, thí xá là hai đoạn âm, ma đà na là ba trường âm thông thường. Samma đích thí samma đà na satta gacchanti xuất gia tình. Sat là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, gat là trường âm nhấn, chan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, xuất là trường âm nhấn, gat là đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Samma đích thí samma đà na
sát ta gắt chan tí sức gắt tinh. Dạ, con xin đọc lại 4 câu. Quách chan chá quách chá tô nhát tòa á quách chăng chá á quách chá tô sầm mà đích thí. Dạ, sầm mà đích thí xá xá. Dạ, con xin lỗi. Sầm mà đích thí xá mà đà nà sát tà gắt chàm tí xuất gá tình. Dạ, chắc con phải đọc thêm lần nữa. Quách chằng chá quách chá tồ nhát tòa a quách chằng chá a quách chá tồ sầm mà đích thí sa mà đà nà sát tà gắt chàm tí xuất gá tình. Dạ, con có sai xin ngày sửa. Sa thù rất là chính xác. Trên cái giọng đọc à, mà luôn quá thông cảm, nhưng mà rất là bình, nhưng mà kéo dài đó là một cái phục. Bởi vì khi phân tích đoạn âm trường nhưng mà đi mà thí sát chú ý mà đà mà đừng có kéo dài à chứ à, đừng thì chúng ta thành trường âm. Mà được ha, sao mà chú ý ha, chúng ta đọc nhanh là không có gì cả chất đó ha. Đó xin mời wifi của sư nghe cả alo người nghe được người nghe không ha. Rồi thôi xem âm tài có bị như vậy không. Alo, xin mời Quynh Hà, Nhất Hà. Hồi nãy Quynh Quang phân tích thử à, bây giờ Quynh Giang Nhất Hà nha. Tay Quynh Giang Nhất. Alo, đâu rồi, bàn tay nó mất tiêu à. Rồi, sa thủ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà, dạ, Nam Mô Tham Mà, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Thanh, Quý Tăng, Quý Cô Đương Nữ cùng toàn thể Đạo Tràng. Dạ, con xin đọc và phân tích câu Pháp Cú 319. Quắc chăng cha quắc cha tô nhát tòa á quắc chăng cha á quắc cha tô quắc chằng cha quắc cha tô nhát tòa a quắc chằng cha a quắc cha tô. Quắc là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, quắc là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, nhát là trường âm nhấn, qua là trường âm thông thường, á là đoạn âm, quát là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, á là đoạn âm, quát là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tô là trường âm đọc theo giọng nguyên, tô là trường âm thông thường. Dạ, câu số 3 và câu số 4. Samadhi samadana satta gat
chan ti su ga tin. Sam là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, dit là trường âm nhấn, thí và xá là hai đoạn âm, ma da na là ba trường âm thông thường, sat là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, gắt là trường âm nhấn, chanh là trường âm nhấn, tý là đoạn âm, xúc là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, tin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc lại ạ. Quắc chanh cha quắc cha tô nhát nhát tòa a quá chăng cha a quá cha tô samma ditthi samma dana satta gắt chanh ti suk gắt tin. Dạ con xin xuống mic, nếu sai nhờ sư sửa giùm con ạ. À, sa thủ huynh Giang Nhật Hà, âm thanh rất là tốt ha, giọng đọc cũng cũng lớn nữa, nghe cũng rất là rõ và phân tích thì không có chỗ nào chê được hết á. À, đây mới chính là đọc thiệt á, còn hồi nãy là huynh Quang là mới đọc thử thôi nha, còn đây là đọc thiệt nè, chính xác nè, rõ ràng nè, rất là hoan hỷ. Rồi, bây giờ tiếp tục mời Sít Thanh Hoàng. Alo, Sít Thanh Hoàng đâu rồi? Người ta phân tích hay như vậy, không biết Sít Thanh Hoàng phân tích làm sao đây? Xin mời bàn tay. Dạ, con được kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Ngài Pháp Trang, con kính đảnh lễ Đạo Tràng ạ. Con xin đọc câu Pháp Cú 319 và con xin phân tích ạ. Quát chăng cha quát cha tô nhát tòa a quát chăng cha a quát cha tô samma đi thi samma đà na sát ta gách chăn ti xúc gia tình. Quát chăng cha quát cha tô nhát tòa a quát chăng cha a quát cha tô. Dạ, quát là trường âm nhấn ạ, chăng là trường âm giọng nguyên âm ạ, chá là đoạn âm ạ, quát là trường âm nhấn ạ, chá là đoạn âm ạ, tô là trường âm thông thường ạ, nhát là trường âm nhấn ạ, toa là trường âm thông thường ạ, á là đoạn âm ạ, quát là trường âm nhấn ạ, chăng là trường âm giọng nguyên âm ạ, chá là chá á là hai đoạn âm ạ, quắt là trường âm nhấn ạ, chá là trường đoạn âm ạ, tô là trường âm thông thường ạ, xăm là trường âm nhấn ạ, ma là trường âm thông thường ạ, tít là trường âm nhấn ạ, thí xá là hai đoạn âm ạ, ma đa na là ba trường âm ạ, sát là trường âm nhấn ạ, ta là trường âm thông thường ạ, gách là trường âm nhấn, chan là trường âm nhấn, tý là đoạn âm, xúc là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, tinh là trường âm nhấn, à trường âm giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại ạ. Quát chăng cha quát cha tô nhát tòa a quát chăng. Cha tô sam ma đi sa ma đà na sát ta gắn tí xúc ra tình
Con xin hết ạ. Con xin ngài sửa cho con ạ. Con xin xuống mic ạ. Alo, 123, 123, quý vị nghe đó ha. Sự phân chỗ mà người thích gác hành tiếp xúc gia tình hết nghe như vậy chắc bà con cho nên chỉ có ở đây chỉ có huynh Giang nhất là âm thanh nghe rõ nhất còn coi như vậy đúng rồi đối với lại là sĩ Thanh Hoàng là coi như bà con là dịch dễ đức quản đó sĩ Thanh Hoàng chữ xúc tình nhưng mà sĩ Thanh tại dịch thì nghe được hay không nhưng mà cà lâm là khó nghe lắm ha. Rồi như vậy sĩ Thanh Hoàng chính lại cái câu cuối cùng ha. Sắp ta gác chân tí xúc gá tình chữ xúc này là trường âm nhấn chứ không phải là trường âm thông thường ha. Rồi bây giờ mời sĩ Thiền Vũ. Alo sĩ Thiền Vũ thiếu một chữ g hả? Đó và viết cho đúng chưa? Mời sĩ Thiền Vũ ha. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích câu pháp cú 319. Vát chăng cha vát cha tô nhát thoa á vát chăng cha á vát cha tô. Vát là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, vát là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, nhát là trường âm nhấn, thoa là trường âm thông thường, á là đoạn âm, vát là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, á là đoạn âm, vát là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Vát chăng cha a vát cha tô nhát thoa a vát chăng cha a vát cha tô. Con xin đọc và phân tích câu 3, câu 4. Sam ma đi thi sa ma đa na sát ta các chân ti xúc gia tình. Sam ma, sam là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, đi là trường âm nhấn, thí xá là hai đoạn âm, ma đa na là ba trường âm thông thường, sát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, các chân là hai trường âm nhấn. Tí là đoạn âm, xúc là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Sam ma đít thi sa ma đa na sát ta các chân tí xúc gá tinh. Con xin đọc lại nguyên câu Phật ngôn 319. Vát chăng cha vát cha tô nhát thoa a vát chăng cha a vát cha tô. Sam ma đít thi sa ma đa na sát ta gác chân ti xúc gác tình. Dạ con có sai con xin sửa sư sửa cho con ạ. Con sao thú sĩ Thiền Vũ có chỗ nào sai cái giọng đọc với sĩ Thiền Vũ ông mà chúng ta phải đọc bằng nhau. Chân nhân chỗ này xúc ra tức là chỉ xa ba
bốn trường chúng ta ra chăn tiếp xúc ra tình ha, chê xích đọc cái chữ ra chăn này hơi nhanh ha, mà đọc nhanh đó thì nó sẽ thành ra đoạn ông. Rồi sao thu, sao thu chính xác. Bây giờ còn vị nào tự nguyện không? Câu Phật ngôn này quý vị thấy trường âm đoạn âm có chỗ nào rắc rối, đó là một sự thắc mắc. Vấn đề thứ hai, ai tự nguyện lên phân tích câu này? Hồi nãy là kêu lên nhưng mà bây giờ tự nguyện, vị nào dám đưa tay lên thì chúng tôi sẵn sàng nhường micro, bởi vì âm thanh quý vị nghe cà giật mà. Bây giờ sao đừng có giật nữa. Rồi, Sếp Kim Nhung xin mời. Dạ, alo, alo ạ. Alo, không biết đạo tràng có nghe không được. Dạ, cảm ơn, thiện vụ cảm ơn Hà. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ Ngài Pháp Trang. Kính chào các anh chị trong phòng. Con xin đọc kinh câu pháp cú 319. Quách chăng cha quách cha tô nhất tòa a quách chăng cha a quách cha tô. Quách là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoàn âm, quách là trường âm nhấn, chá là đoàn âm, tô là trường âm thông thường, nhát là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, á là đoàn âm, quách là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá á là hai đoàn âm, quách là trường âm nhấn, chá là đoàn âm, tô là trường âm thông thường. Samma di thi samma da na sát ta gách chan ti xúc gát tinh. Sam là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, đít là trường âm nhấn, thí xá là hai đoạn âm, ma đa na là ba trường âm thông thường. Sát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, gách chan là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, xúc là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chẳng cha quách cha tô nhát tòa a quách chẳng cha a quách cha tô sam ma đi thi sa ma đa na sát ta gách chàn ti xúc gác tinh. Dạ, con đã đọc và phân tích xong ạ. Con xin xuống mic. Sao thú, sao thú chị Kim Nhung ha, đường truyền rất tốt, âm thanh rõ ràng chính xác và phân tích không có sai. Chị Thanh Hoàng này, chị Hà này, Quynh Quang này, tặng bông tặng hoa nhiều quá ha. Trong các sự phân tích á thì quý vị thấy vị nào phân tích cũng hay hết, riêng chị Thanh Hoàng ha, để thêm chữ vô nữa chứ, phân tích mà còn thêm chữ nữa. Quý vị có nghe Sĩ Thanh Hoàng phân tích thế nào không? Quát á, trường âm nhấn, chăng á, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá, đoạn âm, quát, trường âm nhấn, chá, đoạn âm, tô, trường âm thông thường, nhất là trường âm nhấn, toa, trường âm thông thường, quý vị thấy à, mỗi chữ đều thêm một cái chữ A vô nữa. Đó là một cái trường hợp mà cố lên hả, cố lên hả, cố lên. Không, phân tích vậy là chính xác, phân tích chính xác. Bởi vì khi mà đọc đâu có chữ A đâu ha, nhưng mà phân tích thì có A để cho bà con chú ý. Đó cũng là một điều đặc biệt của Sĩ Thanh Hoàng ha. Rồi, bây giờ quý vị nghe âm thanh của chúng tôi có rõ chưa? Chúng ta bây giờ đi tìm hiểu ý nghĩa từ vựng của câu Phật ngôn này nha. Rồi, câu đầu tiên, quách chăn chá, quách chăn chá quách chá tô nhập tòa xà thủ xích ca như vàng.
À, câu này có bốn từ nè, quách chăn là một, cha là hai, quách là tô là ba, nhất tô là bốn. Chữ quách chăn do cái từ quách giá. Quách giá là một danh từ trung tính, a tan la phùng sa ca lên ga. Và chữ quách giá này được chia theo đối tác số ít, đô thị gia quy pháp tiết e cao quách trần á. Cho nên chữ quách giá biến thành quách chăn. Quách chăn có nghĩa là lỗi lầm. Quách chăn là lỗi lầm hay lầm lỗi cũng vậy thôi. À, quách chăn là lỗi lầm. Giá là và. Rồi quách chạ tô. Quách chạ tô à, thì chữ quách chạ tô này nó do cái từ quách giá nhưng mà nó được chia theo xuất xứ cách ha, xuất xứ cách số ít, tức là panh châm ý quy pháp tiết e ca quách chà na. Quách chà tô có nghĩa là từ lỗi lầm hay là do lỗi lầm. Quách chà tô từ lỗi lầm hay là do lỗi lầm. Rồi chữ nhất tòa đây là một động từ bất biến do căn ngữ nha, có nghĩa là nhất tòa là sau khi hiểu biết, sau khi hiểu biết. Và tu thi pháp tí e ca quá trình a ha, tu thi á, và tu thi nó là chỉ cách. Còn ở đây banh chà mi là xuất xứ cấp. Xuất xứ cấp thì số ít của nó a âm ha asma ha. A âm ha asma. Rồi sau khi hiểu biết. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 2. Hai câu này nó sẽ bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Áo quách chăn chá áo quách chá tô, áo quách chăn chá áo quách chá tô. Câu số 2. Alo, câu số 2 chúng ta có 3 từ ha. Áo quách chăn là 1, chá là 2, áo quách chá tô là 3. Chữ áo quách chăn chúng ta thấy tiếp đầu ngữ á phía trước có nghĩa là không, mà quách giá nó là một danh từ trung tính, á kran tát nam phun sắc cà linh ga. Quách giá có nghĩa là lỗi lầm nhưng mà ở đây được chia theo đối cách số ít, đô thị gia quy pháp tỷ e các quách thành á. Cho nên quách giá biến thành quách chăn. Á quách chăn có nghĩa là không có lỗi lầm. À, Huỳnh Hoàng hỏi trung tính là gì nha? Trung tính tức là BD, nửa nam nửa nữ, tức là bên giống đực bên giống cái, thì nó không thuộc về đực không thuộc về cái gọi là trung tính. Mày gì mà cười, trung là ở giữa, mà giữa giới tính nam và giới tính nữ thì nó nằm ở giữa gọi là trung tính chứ cái gì đâu. Trời ơi sao mà khó cho anh cái chữ trung tính này, sao mà lại hỏi kỳ quá. Nó cùng là linh ra thì nó không thuộc về giống đực, nó không thuộc về giống cái thì nó là trung tính ở giữa trung lập á, không theo phe nào hết gọi là trung lập, mà trung lập thì có thể gọi là trung tính. Rồi à, áo quách chăn là không có lỗi lầm ha, chá là và. Rồi áo quách dạ tô, áo quách dạ tô cũng có một cái tiếp đầu ngữ á ở phía trước có nghĩa là không. Và quách dạ tô là từ lỗi lầm, từ lỗi lầm không có từ lỗi lầm ha. Rồi
Như vậy thì câu 1, câu 2. Quách chăn chá quách chá tù nhất tòa áo quách chăn chá áo quách chá tù. Và biết rằng lỗi lầm và không lỗi lầm là không lỗi lầm. Câu 1, câu 2 cho chúng ta ý nghĩa. Biết rằng lỗi lầm là lỗi lầm và không lỗi lầm là không lỗi lầm. Tức là ở đây có chữ nhất tòa tức là sự nhận biết. Lỗi là lỗi, không có lỗi là không có lỗi. Đó là ý nghĩa câu 1, câu 2 ha. Bây giờ chúng ta qua câu 3, câu 4. Sammadhi sammadana. Sammadhi sammadana. Chúng ta đã từng học cái chữ Mithyadhi sammadana ha. Mithya là coi như là sai xấu. Còn ở đây chữ Samma có nghĩa là chân chánh, hoàn toàn. Ví dụ như Samma Sambuddho tức là một cái vị Phật toàn giác, thì chữ Samma này là chân chánh hoàn toàn. Rồi chữ Đích thí nó là một kim từ lý tính ha. Ý cái văn bát thì linh ga. Đích thí có nghĩa là tri kiến hay là cái nhìn. Samma đích thí có nghĩa là chánh kiến ha. Chánh kiến. Rồi chữ Samadana có nghĩa là chấp thủ hay là chấp nhận. Chấp thủ hay là chấp nhận. Ở đây Samma đích Thi-sa-ma-đa-na tức là nắm giữ hay là chấp nhận chánh kiến, hay là sự nắm giữ chánh kiến. Sa-ma-đi-thi-sa-ma-đa-na nắm giữ hay là chấp thủ hay là chấp nhận chánh kiến. Chánh kiến tức là cái nhìn đúng, hay là tri kiến đúng. Rồi cái câu cuối cùng, Sattva gacchanti sukhatin, chữ Sattva là chúng sanh ha, gacchanti là đi đến, và sukhatin. Chúng ta thấy tiếp đầu ngữ su ở phía trước có nghĩa là tốt, là thiện, tốt là thiện. Và chữ gia tinh do cái từ gia tí là một danh từ nữ tính, y cơ ta ít thì linh gia. Và chữ gia tí này được chia theo đối các số nhiều, đối các số ít chứ, đối các số ít tức là đối tỳ gia ủi phát tí e có quá trình á, cho nên chữ gia tí biến thành gia tinh. Vậy thì chữ gia tinh này có nghĩa là cái đi tái sanh hoặc là sanh thú. Vậy thì xúc gia tinh có nghĩa là đi đến nhàn cảnh, đi đến nhàn cảnh, tái sanh nhàn cảnh. Như vậy thì câu số 3, câu số 4. Sammadhi sammadana satta gacchanti sukhatin. Sammadhi sammadana satta gacchanti sukhatin. Những chúng sanh có sự nắm giữ chánh kiến đi đến nhàn cảnh,
Những chúng sanh có sự nắm giữ chánh kiến đi đến nhàn cảnh. Đó là ý nghĩa câu 3, câu 4 ha. Alo, 123, 123. Bây giờ chúng tôi copy lại nguyên cái bài này ha, rồi đưa lên cho quý vị thấy rõ. Một, hai, ba, quý vị thấy chưa? Rồi, câu Phật ngôn 319, ý nghĩa từ vựng của câu Phật ngôn này: bà biết rằng lỗi lầm là lỗi lầm, và không lỗi lầm là không lỗi lầm. Những chúng sanh có sự nắm giữ chánh kiến đi đến nhà cảnh, biết rằng lỗi lầm là lỗi lầm, và không lỗi lầm là không lỗi lầm. Những chúng sanh có sự nắm giữ chánh kiến đi đến nhà cảnh. Và Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát thế này: việc sai thì bảo rằng sai, việc đúng thấy đúng ai ngoài trí nhân. Đi đâu chánh kiến theo chân, khoái xương khinh khoát, nhàn quan gót hài. Hay quá ha. Việc sai thì bảo rằng sai, việc đúng thấy đúng ai ngoài trí nhân. Đi đâu chánh kiến theo chân, khoái xương khinh khoát, nhàn quan gót hài. Đó là lời dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức, của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không. Do chấp nhận chánh kiến, chúng sanh đi cõi lành. Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không. Do chấp nhận chánh kiến, chúng sanh đi cõi lành. Rồi, chúng ta đã phân tích trường âm, đoạn âm. Chúng ta để đi vào ý nghĩa từ vựng. Và bây giờ là cái phần mà quý vị kiểm nghiệm lại chính bản thân mình. Khi đã phân tích trường âm, đoạn âm xong, chúng ta biết được ý nghĩa xong. Và bây giờ để thử coi cái giọng đọc của chúng ta có trôi chảy hay không ha. Quách chăng chá quách chá tô nhất tòa á quách chăng chá á quách chá tô sầm mà đít thi sắp mà đà nà sát tà gát chăn ti xúc gá tình. Quách chăng chá quách chá tô nhất tòa á quách chăng chá á quách cha tổ sầm ma đi khi sầm ma đà na sát ta gác trần ti xúc gia tình. Thêm lần thứ ba ha. Quát trần cha quát cha tổ nhắc tòa áo quát trần cha áo quát cha tổ sầm ma đi khi sầm ma đà na sát ta gác trần ti xúc gia tình. Như vậy thì quý vị thấy chúng tôi hai cách đọc, hai nghĩa là hai lần đầu thì đọc một hơi dài, nhưng mà lần thứ ba thì chúng tôi chia ra làm hai câu, tức là câu một, câu hai dừng lại và tiếp tục là câu ba, câu bốn. Thì cái cách đọc thứ hai đó, cách đọc lần thứ ba đó, quý vị thấy rằng dễ đọc hơn, bởi vì câu số 2 cuối câu là trường âm. Vậy thì chắc chắn rằng quý vị sẽ theo cái cách đọc đó đi, để chúng ta khỏi bị đứt hơi, và nhất là bảo tồn được hơi thở, bảo tồn được hơi thở, và cái lực của quý vị khi mà thể hiện nó sẽ mạnh hơn. Đừng có đọc một hơi dài đứt thời đứt bóng à. Rồi xin mời bàn tay quý vị.
Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang diện trong đạo tràng. Và xin chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Và con xin được Kim Phong đọc câu Pháp Cú số 319. Dạ, con cũng đọc chắc cũng phải đọc theo hai cách đọc luôn Bạch Ngài. Dạ, bây giờ con xin đọc câu Pháp Cú. Vách chẳng cha vách cha tổ nhát tòa vách chẳng cha vách cha tổ sam ma diết thi sam ma đà na sát ta gạch thành thi xúc gạch tình vách chẳng cha vách cha tổ nhát tòa vách chẳng cha vách cha tổ sam ma diết thi sam ma đà na sát ta gạch thành thi xúc gạch tình vách chẳng cha vách cha tổ nhát tòa vách chẳng cha vách cha tổ samma ditthi samma dana satta gacchanti sukgatin avacchang cha avacchato nyato avacchang cha avacchato samma ditthi samma dana satta gacchanti sukgatin vacchang cha vacchato nyato avacchang cha avacchato samma ditthi samma dana satta gacchanti chẳng gia tình vách chẳng cho vách cho tổ nhát tỏ vách chẳng cho vách cho tổ sầm mà đít thì sầm mà đà nà sát tà gia chẳng tích xúc gia tình có lỗi biết có lỗi không lỗi biết không biết là không do chấp nhận chánh kiến chúng sanh đi cõi lành. Và bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. À, con đã đọc trong xin mời tiếp số cá là một cái thời gian. Alo. Dạ, con cảm ơn các cô cho con biết tín hiệu. Dạ, con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Trí Đức Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô tu nữ, phụng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Đã, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 319. Vát chẳng vát chẳng cha vát cha tổ nhát tòa a vát chẳng cha a vát cha tổ sam ma đi ti sam ma đà la gác ta sa ta gác chẳng ti xúc gác tình. Quát chẳng cha quát cha tổ nhát tòa áo quát chẳng cha áo quát cha tổ sầm mà đi ti sầm mà đà sát tà gác chẳng ti xúc gác tình. Quát chẳng cha quát cha tổ nhát tòa áo quát chẳng cha áo quát cha tổ sầm mà đi ti sầm mà đà là sát tà gác chẳng ti xúc gác tình. Quát chẳng cha quát cha tổ nhát tòa áo quát chẳng cha quát cha tổ sầm mà đi thi sa mà đà là sát tà gác chẳng ti xúc gia tình. Có lỗi biết có lỗi không lỗi biết là không do chấp nhận chánh kiến chúng sanh đi cõi lành. Đó là bản dịch của Thượng Thích Minh Châu. Việc sai thì bảo rằng sai, việc đúng thấy đúng. Ai ngoài chi nhân đi đâu chánh kiến theo chân khói xương khinh khoát nhân văn gót hài. Đó là phổ thư của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong. Dạ con kính tri ân cô Như Quang. Dạ con kính mời quý cô chú tiếp theo ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Dạ, con cảm ơn quý vị cho biết đã nghe được rõ. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin trả bài. Câu Pháp Cú 319 ạ. Quách chàng cha quách cha tô nhất tòa. Á quách chẳng cha áo quách cha tô
Samma ditthi samma dana satta gacchanti suggatin. Vacchang cha vacchato nyattva avacchang. Cha avacchato samma ditthi samma dana satta gacchanti suggatin. Vacchang cha vacchato nyattva avacchang cha avacchato. Samma ditthi samma dana satta gacchanti suggatin. Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không. Do chấp nhận chánh kiến, chúng sanh đi cõi lành. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Việc sai thì bảo rằng sai, việc đúng thấy đúng ai ngoài trí nhân. Đi đâu chánh kiến theo chân, khói sương khinh khoát nhạn vân gót hài. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con có chỗ nào sai thì xin Ngài sửa cho con, và con xin trả máy lại cho Đạo Tràng. Alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Kính chào các anh chị trong Đạo Tràng. Con xin trả bài câu Pháp Cú 319 ạ. Quách chẳng cha quách cha tô nhát tòa á quách chẳng cha quách cha tô sàm mà đi thi sa mà đà na sát ta gách chàn ti xúc gát tình. Quách chẳng cha quách cha tổ nhát tòa á quách chẳng cha quách cha tổ sàm mà đi thi sa mà đà na sát ta cách đàn ti xúc ca tình. Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không. Do chấp nhận chánh kiến, chúng sanh đi cõi lành, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Việc sai thì bảo rằng sai, việc đúng thấy đúng ai ngoài trí nhân. Đi đâu chánh kiến theo chân, khói sương khinh khoát nhàn vân gót hài, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Con xin xuống mic. Kính cảm ơn chị Như Quang đã post bài ạ. Dạ, thân mời Thiện Vũ ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Con xin kính đảnh lễ quý cô tư nữ, con xin kính chào quý đạo hữu, con xin đọc câu Pháp Cú 319. Vát chăng cha vát cha tô nhát thoa a vát chăng cha a vát cha tô. Sam ma dit thi sa ma da na sát ta gác chăn ti xúc gác tình. Vát chăng cha vát cha tô nhát thoa a vát chăng cha a vát cha tô. Samma ditthi samma dana satta gacchanti suggatin. Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không. Do chấp nhận chánh kiến, chúng sanh đi cõi lành. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Việc sai thì bảo rằng sai, việc đúng thấy đúng ai ngoài trí nhân. Đi đâu chánh kiến theo chân, khói xương khinh khoát nhàn vân bót hài. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con sai, con xin sư sửa cho con ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Đảo Bảo. Con xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu Pháp Cú 319 ạ. Quát chăng cha quát cha tô nhát tòa a quát chăng cha a quát cha tô sam ma đi thi sa ma đà na sát ta gác chăn ti xúc ca tình. Quát chăng cha quát cha tô nhát tòa a quát chăng cha a quát cha tô sam ma đi thi sa ma đà na sát ta gác chăn ti xúc
gia tình. Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không, do chấp nhận chánh kiến chúng sanh đi cõi lành. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Việc sai thì bảo rằng sai, việc đúng thấy đúng, ai ngoài trí nhân, đi đâu chánh kiến theo chân, khói xương khinh khoát. Vân Bắc Hải là bản dịch của Hòa Thượng Trí Đức, Giới Đức ạ. Con xin xuống mic ạ, con xin sư sửa cho con ạ. Dạ con xin cảnh chị Hà ơi, em thấy chị để con không cầm mic được, em cầm luôn nha. Con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức và đạo tràng. Con xin đọc câu Phật ngôn 319 ạ. Quách chàng cha quách cha tù nha tòa a quách chàng cha quách A quách chàng, con xin đọc lại. Quách chàng cha quách cha tô nhát tòa A quách chàng cha A quách cha tô sam ma kích thi sa ma đà na sát tà gắt chàng ti xúc gia tình. Quách chàng cha quách cha tô nhát tòa A quách chàng cha A quách chát tổ samma tít thi samma đà na sát ta gắt chan. Con xin đọc lại câu này. Quát chan cha quát chát tổ nhát tòa a quát chan cha a quát chát tổ samma tít thi sa ma đà na sát ta gắt chan tí thúc gắt tình. Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không, do chấp nhận chánh kiến chúng sanh đi cõi lành. Quách chàng cha quách chàng cha quách cha tổ nhất tòa a quách chàng cha a quách cha tổ sam ma đít thi sa ma đà na sát ta gắt chàng tí xúc gắt tình. Việc sai thì bảo rằng sai, việc đúng thấy đúng, ai ngoại trí nhân, đi đâu chánh kiến theo chân, khói xương khinh khoát, nhàn vân gót hài, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, cũng kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Dạ. Cô Nhật Quang ơi, cô có thể post lại bài, hôm nay con đi ra đi vô nên giờ con không có thấy bài nữa. Dạ cảm ơn cô. Dạ con xin trả bài. Quách chằng cha quách cha tổ nhất tòa áo quách chằng cha áo quách cha tổ sầm mà đít thi sa ma đà na sát ta gắt chan thi xúc gắt tình. Quách chằng cha quách cha tổ nhất tòa á quách chằng cha á quách cha tổ sầm ma đích thi sa ma đà na sát ta gắt chan thi xúc gắt tình. Có lỗi biết có lỗi, không lỗi không, không không lỗi biết không, do chấp nhận chánh kiến chúng sanh đi cõi lành. Bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Việc sai thì bảo rằng sai, việc đúng thấy đúng, ai ngoài trí nhân,
đi đâu chánh kiến theo chân khối xương kinh khoát ngàn vân góp hài. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức, con xin đọc thêm một lần nữa. Quách chằn quách chằn cha quách cha tổ nhất tòa á quách cha nhất quách chằn cha quách cha tổ nhất tòa á quách chằn cha á quách cha tổ sầm mà đích thi sa mà đa đà na sầm mà đích thi sa mà đà na sắc tà gắt chằn tí xúc gắt tình. Dạ con xin nhường mic cho vị khác. Dạ không biết hôm nay sao con run quá. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Thanh, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú 319 ạ. Quắc chẳng cha quắc cha tổ nhát tòa a quắc chẳng cha a quắc cha tổ sầm mà đít thi sa mà đà na sát tà gắt chẳng tí xúc gá tình. Quắc chẳng cha quắc cha tổ nhát tòa a quắc chẳng cha a quắc cha tổ sầm mà đít thi sa mà đà na sát ta gắt chân tí xúc gá tình. Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không, do chấp nhận chánh kiến chúng sanh đi cõi lành, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Quắc chân cha quắc cha tổ nhát tòa a quắc chân cha a quắc cha tổ sầm ma đít thi sa ma đà na sát ta gắt chành tí xúc gá tình. Việc sai thì bảo rằng sai, việc đúng thấy đúng, ai ngoài trí nhân. Đi đâu chánh kiến theo chân, khói sương khinh thoát nhàn vân gót hài, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp ạ. À. Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Ca Dạ. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ con kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng. Dạ con kính chào đạo tràng. Con xin trả bài học hôm nay câu 1319. Cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu là âm thanh rõ. Quách chẳng cha quách cha tổ nhất tổ a quách chẳng cha a quách cha tổ sầm mà đít thi sa mà đà na sắc tà gắt chẳng chi xúc gắt tình. Quách chẳng cha quách cha tổ nhất tổ a quách chẳng cha a quách cha tổ sầm mà đít thi sa mà đà na sắc tà gắt chẳng chi xúc gắt tình. Con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không. Do chấp nhận chánh kiến, chúng sanh đi cõi lành. Quách chằng cha quách cha tổ nhất tòa a quách chằng cha a quách cha tổ sầm mà đít thi sa mà đà na sắc tà gắt chằng thi xúc gắt tình. Con đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Giới Đức. Việc sai thì bảo rằng sai, việc đúng thấy đúng ai ngoài trí nhân. Đi đâu chẳng chánh kiến theo chân, khói sương sinh khinh khóa, nhàn vân gót hài. Dạ, con đã trả bài xong. Con có sai xin Ngài sửa lời dùm con ạ. Con kính cảm ơn đạo tràng, cảm ơn Sức Như Quang đã đưa bài lên cho. Cảm ơn. Dạ, Nam Mô Bích Thà dạ.
Nam mô Bụt Tha Ya. Nam mô Tham Ma Ya. Nam mô Sang Kha Ya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và cảm ơn Như Quang Thiện Vũ Thanh Hoàng, Vinh Giang Nhất Hà cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính. Và cảm ơn Kim Nhung. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tri Đức Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong lầu tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, sao không biết Nhật Quỳnh có giật mic của vị nào không quý vị? Theo Nhật Quỳnh nghe em ru, Nhật Quỳnh lại cầm mic thôi, không biết có giật mic của vị nào không? Dạ, cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Nếu có giật mic vị nào thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ, cảm ơn Ngài. Dạ, con xin được trả bài Pháp của Kinh số 319. Dạ, cảm ơn Như Quang cho bài học. Quát chẳng cha quát cha tờ nhạt tờ á quát chẳng cha á quát cha tờ sàm mà đích thi sa mà đà na sa ta gạch chẳng tí súc gà tình. Quát chẳng cha quát cha tờ nhạt tờ á quát chẳng cha á quát cha tờ sàm mà đích thi sa mà đà na sa ta gạch chẳng đi xúc gà tình. Quát chẳng cha quát cha tờ nhạt tờ á quát chẳng á cha quát cha tờ sàm mà đích thi sa mà đà na sa ta gạch chanh tí xúc gà tình. Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không, do chấp nhận chánh kiến chúng sanh đi cõi lành. Và đây là bản chuyển ngữ Đại Hòa Thượng Minh Châu. Việc sai thì bảo rằng sai, việc đúng thấy đúng, ai ngoài trí nhân, đi đâu chánh kiến theo chân. Khói xương kinh khoát nhàn vân gót khai. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con có đọc sai thì xin Ngài chỉ dạy cho con ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ không biết nãy giờ đạo tràng vị nào trả bài, vị nào chưa. Dạ, nếu vị nào chưa trả bài, Nhật Quỳnh kính mời bàn tay ạ. Nam Mô Bích Tha. Dạ. Dạ, con không biết là Ngài có trở lại đạo tràng chưa bạch Ngài. Dạ, nếu Ngài trở lại đạo tràng, con cung thỉnh Ngài cho con một tín hiệu để con kính nhân mít đến Ngài ạ. Dạ, nãy giờ đạo tràng mình chiết nghĩa từ vựng chưa, Như Quang ơi? Alo, Như Quang ơi, nãy giờ đạo tràng mình chiết nghĩa từ vựng chưa? Dạ rồi luôn rồi ha. Wow, Như Quỳnh lặng sâu quá. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, bây giờ thì một lần nữa con cung thỉnh Ngài Trí Trức trở lại đạo tràng. Nãy giờ con lặng sâu quá nên con không biết việc gì đã xảy ra rồi. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ con cung thỉnh Ngài ạ. Vì chắc Ngài bận việc gì rồi. Dạ, đạo tràng có kệ chưa quý vị? Quý vị ơi, đạo tràng có kệ chưa? Kim Nhung chưa luôn hả? Dạ, cảm ơn đạo tràng. Vậy bây giờ thì Nhật Quỳnh thấy xích niệm từ trên cùng nè. Giờ Nhật Quỳnh niệm từ xung phanh kể trước đi, để nghe chờ Ngài trở lại để Ngài giảng duyên sự. Đúng rồi, mình trốn hay mình nói mình trốn chứ. Có sao nói vậy quý vị. Dạ, có sao nói vậy thôi. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ. Dạ, không thấy thích niệm từ đâu hết. Dạ, vậy mà Kim Nhung, Thanh Hoàng vậy lên kệ đi quý vị. Thôi Nhật Quỳnh kệ trước nha. Quỳnh kệ trước rồi kính mời bàn tay quý vị nha. Dạ, trả nợ nãy giờ mình trốn đi. Dạ. Không biết kệ được không, nãy giờ trốn không.
không có học bài, đọc chưa biết trúng không mà giờ kệ, rồi về nhà cho ăn cháo lương nữa. Nhưng mà năm đại đi chứ dần sao dần, thỉnh ngài không thấy ngài nhúc nhích. Quạt chăn cha quạt cha tổ nhà to, à quạt chăn cha, à quạt cha tổ, sầm ma đi thi, sà ma đa na, sà ta gắt chăn, tỷ xuất gà tinh, quạt chăn cha quạt cha tổ nhà to, à quạt chăn cha, à quát cha tô sam ma đít thi sam ma đa na sát ta gạt chăn tị xúc gà tinh quát chăn cha quát cha tô nhà to à quát chăn cha à quát cha tô sam ma đít thi sam ma đa na sa ta ga chăn tị xúc ga tinh. Việc sai thì bảo rằng sai, việc đúng thấy đúng ai ngoài kỹ nhân. Đi đâu chánh kiến theo chân, khỏi xương khuynh khoát nhàn văn gót hài. Dạ đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Còn thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn tràng. Rồi bây giờ Nhục Quỳnh thấy Hà trước máy, mời bàn tay của Hà nè, mời Kim Nhung nè, mời Quỳnh Nhất Hà nè, mời Chiếc Lá Mùa Xuân Thiện Vũ chị Meta. Dạ mời bàn tay quý vị có thể lên kệ kinh đi, chắc ngài bận việc gì rồi, ngài không có ở trước máy nên. Dạ không sao đâu, dạ ngài nãy giờ Nhục Quỳnh mời ngài mấy lần rồi, ngài không có trước máy rồi. Dạ. Kim Nhung cứ dựng lên kệ đi, nếu mà có ăn cháo lương được bình lãnh cho, không sao đâu. Mời Kim Nhung kệ trước đi ha. Dạ, kính mời quý vị để chờ đợi ngài trở lại. Dạ, không sao. Dạ, dạ mời Kim Nhung nha, mời Đào Trang. Alo, alo. Dạ. Có Giang Nhật Hạ đã nói là có 7 vị chưa đọc ạ. Dạ, xin mời những vị chưa đọc ạ. Dạ, thôi cũng sẵn rồi. Con xin phép sư, con cũng kể theo cái cách của con, chứ không phải nhìn. Con chưa học sư, thành ra con kể theo cách của con ạ. Quạch chăng cha quạch cha tô nha toa, à quạch chăng cha a quạch cha tô sam ma di thi sa ma đa na sát ta ga chan ti xúc ga tinh quạch chăng cha quạch cha tô nha toa a quạch chăng cha a quạch cha tô sam ma di thi sa ma đa na sát ta gai chăng tỷ xúc gia tình. Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không, do chấp nhận chánh kiến chúng sanh lành, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Việc sai thì bảo rằng sai, việc đúng thấy đúng ai ngoài trí nhân. Đi đâu chánh kiến theo chân, khói sương khinh khoát nhàn vân gót hài, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã kể xong, con xin xuống mic ạ. Kính mời vị kế tiếp. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào đạo tràng. Con cũng xin kệ theo cái cách mà con cứ hay nghe từ từ con bắt trước ạ. Vạt chăng cha vạt cha tô nhạt hoa, à vạt chăng cha, à vạt cha tô, sam ma đi thi sa ma đa na, vạt ta gạt chắn ti xúc gia tình. Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không, do chấp nhận chánh kiến chúng sanh đi cõi lành. Vạt chăng cha vạt cha tô nha thoa,
Avacchaṃ ca avacchato sammadhi samadana sattagacchanti sukhatin. Việc sai thì bảo rằng sai, việc đúng thấy đúng, ai ngoài trí nhân, đi đâu chánh kiến theo chân, khói xương khinh khoát nhàn vân bót hài. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Con sai, con xin sư sửa cho con ạ. Dạ sao, kính cảm ơn Kiều Vũ và Kim Nhung đã hưởng ứng lời mời gọi của Nhật Quỳnh và kính mời đạo tràng. Dạ, tại vì nếu mà theo như chương trình Ngài đã dạy từ vựng rồi thì Ngài sẽ cho kệ, nhưng mà chắc Ngài bận người bị rời ở dưới đất rồi nên Ngài không có xuất hiện. Nên quý vị mình còn thời gian, xin mời đạo tràng, vị nào chưa đọc thì lên cầm mic đọc tiếp. Vì nào chưa kể thì lên gặp mới kể đi, tại vì còn thời gian giảng duyên sự còn rất là dài nên không sao đâu quý vị, cứ yên tâm đi. Nhật Quỳnh lãnh hết, ăn bao nhiêu quân lương thì Nhật Quỳnh lãnh hết cho. Dạ, quý vị cứ yên tâm đưa tay lên đi. Quỳnh Giang Nhất Hà nè, Quỳnh Quang nè, và chị Meta Giết Lá Mùa Xuân. Nhà Nhật Quỳnh chịu cho, chịu tội cho. Dạ, chứ đừng để đạo tràng im ru như vậy á, thì ngài quay trở lại thì ngài cũng cho ăn cho lương như thường à. Dạ, nên ra quý vị cứ yên tâm đưa bàn tay mình lên đi. Vị nào chưa đọc thì đọc, mà vị nào chưa kể thì kể, mà vị nào đã đọc rồi hoặc chưa đọc thì cứ đọc rồi kể luôn. Dạ, kính mời đạo tràng ạ. À, nhất là Vinh Quang Nhất Hà nè, rồi Vinh Quang nè, Giang Nhất Hà, rồi Vinh Quang nè, Xích Kim nè, nãy giờ Xích Kim kể chưa? Dạ không phải đâu, tại vì Nhật Quỳnh bị ăn cháo lương hoài nên nó quen quý vị ơi, chứ không phải tử tế vậy đâu. Tại vì quý vị bây giờ là ngài rất là hiền rồi đó, chứ hồi trước hở ra là ngài cho Nhật Quỳnh ăn cháo lương à, nên cũng quen rồi. Phải không Sú Khá? Có Sú Khá nữa nè. Dạ, những chú Khá biết mà, Nhật Quỳnh ăn bị ăn cháo lương hoài à. Dạ, rồi mời Thích Chiên sát thú. Con xin kính chào Sư Chí Đức, Sư Pháp Trang, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Tôi nghe cô Nhật Quỳnh than thở thấy khổ quá. Sư giờ này sư làm gì đâu có biết được. Trải nãy giờ mất công chuyện, nghe lên than thở thôi, để trả bài cho hết giờ ha. Khi nào sư Quỳnh thấy sư vô nói cho tôi biết nha, để ông bắt lo lên, ông càm ràm nữa, càm ràm lầu bầu lằng nhằng. À, bây giờ đọc kinh đọc kệ luôn ha. Con xin đọc Kinh Pháp Cú câu 319. Hai ba câu không biết câu nào đọc nữa. Ok. Ổng vô chưa vậy? Cô Nhật Quỳnh chưa vô hả? Mình càm ràm, ổng càm ràm đâu sao đâu. Ổng cho ăn cháu lương. Cháu lương là cháu gì? Chữ biên cho chữ lương, con lương ha. Ăn lợ lương lên là lương hả? Cháu lương hả? Tại sao gọi là cháu lương vậy? Tôi không hiểu á. Cháu lương là cái gì? Tôi biết là ổng cho mình dâng ra, tức là cháu lương, tức là lấy cho mình lấy mít lợi, mà không biết tại sao cháu lương là từ nguyên nhân nào vậy. Ổng hỏi cô Nhật Quỳnh nói cho tôi biết ha. Giờ đi tôi đọc đi ha.
Trời ơi, sư đã lên nữa, kêu đọc đi nữa. Dạ con xin đọc à. Con đọc kinh và kệ luôn đó, sư. Nãy giờ con mắc làm chuyện á, con mắc công chuyện, con không có đọc. Ơi con đọc luôn. Sư rầy à, đâu có rầy đâu. Cháu lương là ăn rồi đó. Lương hả? Rồi. Ôi, không có dám đâu. Cái rồi là lấy kéo chặt đứt 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 luôn, không còn cái rồi đâu. Nói nhỏ nhà tôi có chỏ lông gà gì tôi chặt dục hết trơn, tôi phải kiếm cái cây khác mới đánh được, mà khó đánh tôi lắm, bắt 10 lần mới gặp một lần tôi thôi, tôi trốn mất tiêu rồi. À, giờ đọc đi, đến hồi xưa lầm bầm nữa, mà vừa mới ăn bánh xong cũng no, không có đói bụng, không có run nữa, thôi đọc cho rồi. Ok, con bắt đầu đọc kinh Pháp Cú câu 319. Quắp chằng cháu quắp cha tô nhát tòa áo quách chằn cháo quách cha tổ sầm mà đích thi sa mà đà nà sắc tà gắt chằn tí su gắt tình quách chằn cháo quách cha tổ nhắc tòa áo quách chằn cháo quách cha tổ sầm mà đích thi sa mà đà nà sắc tà gắt chằn tí su gắt tình quách chằn cháo quách cha tổ nhắc tòa áo quách chằn cháo quách cha tổ sầm mà đích tí sa mà đà na sắc tà cắt chằn tí xú gắt tình quạp chằn cha quạp cha tô nhát tòa a quạp chằn cha a quạp cha tô sầm mà đinh tí sa mà đà na sắc tà gắt chằn tí xú gắt tình quạp chằn cha quạp cha tô nhát tòa a quạp chằn cha a quạp cha tô Sammadinti samadana sakta gacchanti sukkatin. Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không, do chấp nhận chánh kiến chúng sanh đi cõi lành. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Xích Minh Châu. Thấy không, ổng kêu đọc đi không thấy cho một cái bông hoa hướng dương nào hết, chết chắc rồi đó. Không sao không sao, chuyện nhỏ như cái vỏ. Dạ con xin chạm máy lại ạ. Alo, 123, 123. Hình như mỗi lần mà Xích Kim Nhung mà tặng hoa hay là cái gì đó đưa lên màn hình là thấy các bạn là cái micro bị giật chứ Kim Nhung coi lại cái máy của mình ha. Quý vị thấy Xích Kim ha, dòng kinh cũng hay, dòng kệ thấy cũng tuyệt vời ha. Rồi nhìn tới rồi cái chắc là sao. Như vậy thì qua cái dụng kinh của Sĩ Kim của Sĩ Kim nè ha, qua dụng kệ của Sĩ Kim nè, xin mời Sức Nguyên Trang kệ sao cho giống như Sĩ Kim như vậy là hay lắm á. Alo, Sức Nguyên Trang đâu rồi, hồi nãy giờ vô ngồi im ru à ha. Một nhân tài của room này mà sao mà cái bảo người ta lên đi ngồi im ru vậy hả? Cái này không phải tại cái máy của Sĩ Kim Nhung á, mỗi lần mà tặng hoa hay là chát gì lên là thấy là luôn luôn nhảy lên hàng đầu. Alo, Sĩ Nguyên Trang có chút máy không? Sao cái suối mấy vị kia lên đi mà sao ở dưới ngồi im ru vậy hả? Có nấu cơm không nhà? Coi chừng cơm cháy, cơm khê, cơm khác à. Đó, Xích Kim nhắc nếu mà không nấu cơm á thì cầm micro, hồi nãy giờ vô im ru tin này cũng đọc mà kệ cũng im ru. Thôi bây giờ bắt chước cái giọng kệ của Xích Kim đi. Alo, Xích Nguyên Trang ơi. Rồi, chắc đi ngủ rồi. Trốn rồi hả? Khi nãy có một cái câu chat của
của Huynh Quang. Huynh Quang nó hôm nay không có kể, nhưng có vài lời xin chia sẻ được không? Rồi, nhất ký. Huynh Quang đâu rồi? Huynh Quang muốn chia sẻ cái gì? À, có ý kiến thế nào? Xin mời bàn tay của Huynh Quang ha. Rồi, xa thủ, xa thủ. Dạ, bạch sư, dạ, con kính chào, con xin đảnh lễ chư đại đức tăng và con xin kính chào đạo tràng. Dạ, thì con cũng muốn chia sẻ là cái ngày mà tại chùa Ngọc Đạt được cái sự chấp nhận của sư Trí Đức đó, thì con xin là ngày 29 này là 29 âm lịch, nhằm ngày là 19 tháng lịch, thì gia đình chúng con thì xin làm lễ trai tăng tại chùa Ngọc Đạt của sư Trí Đức chủ trì. Thì đó là một ngày tu học của đạo tràng, thì con cũng là ngày dân y tắm mưa, thì như con được biết từ sư Trí Đức. Thì xin quý vị Phật tử thì muốn tu tập thì xin quý vị Phật tử về chùa Ngọc Đạt. Thì con không có phải là quảng cáo gì hết, nhưng mà con thì để ai tu nấy đắc. Dạ, thì con xin kính mời quý vị về chùa Ngọc Đạt nhằm ngày 29 cuối tháng của tháng này. Dạ, rồi con chỉ có vài lời như vậy thôi. Dạ, con xin phước báo để chia đều hết tất cả các vị trong trong room này. Dạ. Sa thú Huynh Quang. Đây cũng là một cái sự kêu gọi tùy hỷ đối với đạo tràng, tức là vị nào tham gia được thì tham gia, thì cũng là cầu siêu cho cư huyền thất tổ, nhất là ông bà quan nhân Nguyễn Thiện Đông, là những vị đại thí chủ của chùa Tăng Quang Huế. Ông bà đã mua lại một ngôi nhà và cải gia vi tử, trở thành một ngôi chùa mà coi như nổi tiếng ở Huế, đó là chùa Tăng Quang. Rồi ông thân bà thân của Huynh Quang cũng là một cái người hộ pháp rất là đắc lực ở tại chùa Tăng Quang, nối theo cái truyền thống của ông ngoại bà ngoại ha. Thì đó là một điều mà chúng tôi xin trình bày để cho quý vị quan hỷ và biết Huynh Quang sau này, nghĩa là thời gian trước cũng như bây giờ chưa bao giờ thấy mặt ha, nhưng mà trên cái ngôi chùa ở trên trời này á, thì sau khi mà nói chuyện với nhau thì chúng tôi thấy giống như người thân trong nhà. Bởi vì mỗi người mỗi nước mỗi non, bước vào cửa Phật là con một nhà, nhưng mà có cái gốc, tức là ông ngoại bà ngoại là những vị đại thí chủ, không riêng gì chùa Tăng Quang ở Huế mà nói chung là Phật giáo Năm Tông của chúng ta. Thì hai ông bà rất là nhiệt tình, rất là có đạo tâm. Đây cũng là một điều mà chúng tôi rất là quan hệ. Nhưng mà trên Facebook thì thấy Sĩ Kim Nhung này có đăng ký rồi nè. Sĩ Kim Nhung ở Việt Nam thấy có đăng ký đi xe của cô Như Hạnh. Thì đó cũng là một điều chúng tôi quan nghĩ. Rồi, đó là chuyện riêng nha. Còn bây giờ cái chuyện ở trong nguyện nè, câu Phật ngôn này chưa giải quyết xong. Bây giờ Sĩ Nguyên Trang mời cũng không chịu lên nữa, không biết làm sao đấy. Hôm nay không biết giận hờn cái gì, hay là nấu cơm khác, hay là bị ông chồng la hay sao mà bữa nay thấy khó khăn quá. Sĩ Nguyên Trang. Rồi thôi, bây giờ chúng ta đi bài dân sự ha, để có thời gian chúng ta sinh hoạt về câu Phật ngôn này. Hồi nãy giờ quý vị đọc kinh cũng hay mà đọc kệ cũng giỏi nữa, thì còn gì để mà nói. Cháo lương là gì vậy ha? Trời ơi, ăn cháo lương hoài mà cũng không biết là vợ khổ đế thiệt. Sao nói 10 lần mới bắt
mới bắt được một lần để mà đọc, đó là cháu Lương đó. Hả? 10 lần bỏ chạy nhưng mà cũng có một lần bị bắt được, ăn roi đó, gọi là cháu Lương đó. Hả? Từ đâu ra? Từ nhà cô chứ ở đâu? Từ nhà cô chứ ở đâu? Cô thắc mắc, cô hỏi kỳ vậy. Rồi bây giờ câu Phật ngôn 319. Ha. Quách chẳng chắc quách chắc tù nhất tòa áo quách chẳng chắc áo quách chắc tù sầm mà đích thi sầm mà đà nà sát tà gá chẳng tí xúc gá tình quách chẳng chắc quách chắc tù nhất tòa áo quách chẳng chắc áo quách chắc tù sầm mà đích thi sao mà đà na sát tà gác trần tí xúc gác tình. Đó là dòng kinh ha. Còn dòng kệ thì hồi nãy quý vị đọc hay hơn tôi nữa, chứ không phải là đọc dở đâu nha. Quách chân cha quách cha tô nhân tô hoàng à quách chân cha à quách cha tô hùng sam ma đi thi sa ma đa na san ta ga chan ti sung ga tin vat chan cha wan cha to nhân to hoàng a wan chan cha a wan cha to sam ma đi thi sa ma đa na san ta ga chan tỳ xung gia tình. Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không, do chấp nhận chánh kiến chúng sanh đi quải lành. Câu Phật ngôn 318, 319 cùng một duyên sự, và duyên sự đó được Đức Phật thuyết lên khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, và Ngài đã đề cập đến môn đồ của ngoại giáo. Một ngày nọ, có vài người ngoại đạo thấy con của mình chơi đùa chung với những đứa bé con nhà chánh kiến, và khi mãn cuộc chơi chúng về nhà bị cha mẹ của chúng ngăn cấm rằng không được đảnh lễ các sa môn thích tử và không được đến chùa của các vị sa môn đó. Rồi một hôm chúng đang chơi gần cổng chùa Kỳ Viên, chúng khát nước nên bảo những đứa kia vào chùa xin nước uống. Lúc vào chùa, mấy đứa kia đảnh lễ bậc đạo sư và thuộc lại chuyện đó. Đức Phật bảo chúng kêu cái đám trẻ nọ vào trong chùa uống nước. Sau khi chúng uống xong, Ngài giảng giải giáo pháp cho chúng nghe, và bọn chúng đã phát tâm tín thành quy y Tam Bảo. Chúng trở về thuộc lại cho cha mẹ nghe, và cha mẹ nó không có hài lòng, bảo rằng các con đã sai lầm rồi. Lúc bây giờ, cái đứa trẻ thông minh nhất đã truyền lại cái bài pháp mà chúng vừa nghe được cho những đứa kia để bớt cơn phẫn nộ. Cha mẹ của chúng nghe xong vô cùng quan hỷ, chúng ta sẽ giao những đứa trẻ này cho Sa môn Gotama. Rồi họ đi đến chùa Kỳ Viên yết kiến Đức Phật. Đức Phật quán sát thấy được túc duyên của họ, Ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 318 và 319 đại ý. Câu Phật ngôn 318: chúng sanh nghĩ lỗi lầm ở cái chỗ không có lỗi, không thấy sai ở chỗ sai, ôm ấp những tà kiến như vậy sẽ rơi vào khổ cảnh. Và câu Phật ngôn 319: chúng sanh hiểu sai, biết sai, thấy đúng, biết đúng, đó là chánh kiến và sẽ đi vào nhàn cảnh. Và khi hai câu Phật ngôn này chấm dứt, thì những người ấy đều quy y Tam Bảo, rồi chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoa. Trong duyên sự này, chúng ta thấy rằng cha theo ngoại đạo cấm con nhà chẳng được vào chùa lễ Phật Đà,
lũ trẻ đi chơi chừng khát nước, vào chùa gặp Phật vội quên cha, đã thế mà còn thọ giới quy, làm cha mẹ chúng quá sầu bi. Mới nhờ khách đến khuyên theo chánh, Phật độ toàn gia hết chỗ nghi. Như vậy, Phật ngôn 118-319 cho chúng ta một cái ý nghĩa sai, biết sai, đúng, biết đúng. À, không vì cái sai đó mà chúng ta chấp thủ, bảo vệ lập trường, rồi đưa cái ngã của mình lên. Từ cái sai lầm, nó đi đến cái sai lầm lớn hơn, và cái khổ cảnh là trong hiện kiếp này cũng như trong tương lai sẽ đi vào địa ngục. Còn cái người mà có chánh kiến, có nghĩa là cái người đó sai biết sai, đúng biết đúng, và chính cái người đó đã phân minh một cách rõ ràng. À, ở đây cái câu Phật ngôn này, cái từ nhắc toa, sau khi hiểu rõ, sau khi biết rõ, sau khi nhận thức đúng, thì tâm ma biết thí, tức là chánh kiến sẽ phát sinh đến cho chúng ta. Chúng ta thấy được đúng, thấy được một cách rõ ràng, chính xác, cái thực tướng của Pháp là như vậy. Và chúng ta không chấp thủ theo những cái sái quấy, để rồi chúng ta phải đọa vào khổ tánh. Mà ở đây chúng ta chấp nhận sự chân chánh do cái sự suy tư của chúng ta thấy đúng, thì chính cái vấn đề thấy đúng đó chúng ta sống trong hiện kiếp được an vui, và cũng như sau khi rơi vào sau khi mà căn tứ nghiệp nó đến, chúng ta sẽ đi vào nhàn cảnh. Có một bài thơ nói lên cái ý nghĩa này. Quý vị lắng nghe ha. Lạy Đức Phật, người dạy con biết sống, biết quay về lắng động những nguồn cơn. Đồng đời cùng mãi miết thua hơn, biết nhìn lại tâm hồn cùng hơi thở. Với bài thơ ngắn ngủi này, quý vị có ý kiến thế nào? Lạy Đức Phật, người dạy con biết sống, biết quay về lắng động những nguồn cơn. Bên dòng đời cùng mãi miết thua hơn, biết nhìn lại tâm hồn cùng hơi thở. Thì với cái bài thơ này, đúc kết qua câu Phật ngôn, chúng ta đã quy y Phật, và quý y Phật nương nhờ nơi Ngài để cuộc sống của chúng ta được ổn định, tức là có một cái bóng mát để chúng ta nương nhờ. Và khi nương nhờ nơi ân đức của Tam Bảo thì chúng ta phải quay về lắng động, quay về nhìn lại cái tập đế. Cái tập đế tại sao khổ, chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên nhân đó. Cho nên Phật biết quay về lắng động những nguồn cơn, bên dòng đời cùng mãi biết thua hơn. Tám pháp thế gian chi phối, nhưng mà chi phối như vậy thì chúng ta phải biết nhìn lại tâm hồn cùng hơi thở. Chúng ta hãy quay lại với chính mình, và lấy cái hơi thở làm cái đề tài. Vì sao chúng ta sống được? Cũng do hơi thở. Chết cũng do hơi thở. Hít vô thở ra hết một ngày, mà thở ra không hít vô thì hết một đời. Vậy thì hãy nhìn lại chính mình, để chúng ta có được một cái sự bình an, tức là không có hơn thua đối với tám pháp thế gian, mà chúng ta phải nhìn lại chính mình. Rồi khi nhìn lại chính mình thì chúng ta mới có được chánh kiến, có được một cái thấy chân chánh.
Và khi thấy chân chánh thì việc làm của chúng ta cũng chân chánh, ý nghĩ của chúng ta cũng chân chánh. Rồi, bây giờ còn 11 phút nữa, quý vị hãy thảo luận về câu Phật ngôn này. Xin mời bàn tay của quý vị. Alo, ai chứ Sĩ Kim là người lanh tay lẹ mắt mà. À, xin mời. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, con biết sư còn đó không nữa. Các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Bài này là quá hay đi đấy sư, cái bài thơ cũng được, cũng quá hay mà ai làm mà sư không nói gì sư, người sư làm hả sư? Sư làm là bài thơ đó hả sư? Sư đừng có la con nha. Cái bài thơ này, cái bài kệ 319 này của Đức Phật, cái câu chính của nó là chánh kiến, cái chữ chính nó là chánh kiến, rất khó. Thường con người ta đâu chịu thua đâu. Mình thua là mình dở, mình chấp nhận. Người thường hay nói mình ngu gì thua, sao tao phải chịu, tao sai được không? Không sao sai, cũng không chịu nhận sai nữa. Nói sai là mình dở sao? Còn thấy mấy bà chị còn vậy, mấy người hàng xóm vậy á, họ hỏi nó ngang nó ngược nó tới nó lui đó. Mà tới khi nào mà gặp người còn ngang ngược còn dữ hơn nữa đó, họ đục cho phù mỏ luôn, lúc đó mới chạy. Còn thường là không có chịu nhận lỗi đâu. Cái sự mà chấp nhận cái mình thấy lỗi là lỗi, mình thấy đúng là đúng, rất là khó đó sư. Con thấy cái này, chuyện này trên thế gian rất rất khó kiếm, rất hiếm người ạ. Thường con thấy người đàn ông thì người ta có được nhiều cái này hơn. Tức là người ta chấp nhận cái hơn, cái thua đó so với người phụ nữ. Chứ không phải là con nghĩ là người đàn ông lúc nào cũng chấp nhận thua. Người ta vẫn có nhiều tự ái, người ta vẫn có nhiều khi người ta không có chấp nhận mà người ta nín thinh. Nhưng mà thường người ta chấp nhận cái sự thua người ta nhiều, sự đúng sự sai đó, họ dùng lý trí họ phân biệt á, họ thấy mình sai họ chấp nhận nhiều hơn cái số phần trăm nhiều hơn là so với người phụ nữ. Con thấy thường là như vậy. Cái chữ mà chánh kiến là khó, như sư nói nhắc thoa đó, nhắc là cái động từ biết, hiểu biết một cách chính xác á. Trong cái danh từ nó là tuệ á, nha ná. Thì sư nói trong đây là cái nó cũng là cái sự mà mình không biết cái sự đúng sự sai của mình mà do chấp vào cái thủ mình, thì cái đó là tập đế, đó là nguyên nhân của sự khổ. Rồi sư cũng nói ra rồi, sự khổ do con người chấp vào này, chấp và chấp như này, muốn cái này muốn cái kia và không chịu nhìn nhận cái sự thật đó, thì đó là nguyên nhân của sự khổ. Khi mà họ có chánh kiến rồi, họ có chánh kiến là do bậc thánh đó, bậc thánh mới có thôi. Nhưng mà mình có một sự nhận thức ra là cái điều đó mình làm là sai, cái điều đó mình làm không đúng, và cố gắng, nhất là phải cố gắng sửa đổi đi, thì cái đó là tốt. Rồi từ từ tu tập lên thì họ cái sự nhận biết của họ càng ngày càng tinh tấn, tinh tế hơn, vi tế hơn, thì họ một ngày nào đó thì họ cũng vô cái sự mà mạnh hơn, vào cái sự chánh kiến, họ vô vào dòng thánh. Thì cái sự mà nhận biết ra, khi mà họ nhận biết ra cái sự làm sai, sự làm đúng của mình, thì họ đã từ từ diệt bỏ đi cái thân kiến của họ, diệt bỏ đi những nguyên nhân gây ra cái khổ đế mà phải luân hồi nhiều. Sư nói điều đó là cũng đúng rồi. Thường cái người ta đã phải chịu, khi mà họ biết sai đúng thì họ không còn bị cuốn hút vô. Sao? Khi mà vui quá thì họ sẽ vui lên, mà khi họ buồn thì họ sẽ thất vọng ủ rũ. Thử thành công hay thất bại thì sư nói bát phong đó, tức là tám cảnh giới ở đời: vui, buồn, thành công, thất bại, được thăng chức, tiến chức, tức là thịnh vượng, suy tàn, được mất chẳng hạn như vậy, hạnh phúc và đau khổ, thì bát phong đó. Khi mà người ta nhận thức ra được cái sự đây là sự vui, đây là sự buồn, đây là sự tới hồi mình phải, cái nghiệp của mình phải tới, là mình phải bị giống vậy, họ biết sống, họ biết giải quyết, họ biết trải cái tâm tư. Sư nói biết mình á, thật ra biết mình á thì cũng còn một cái ngã trong đó, biết cái tâm, biết cái pháp nó tới đó là pháp gì, pháp về truyền cái, pháp về chấp ngũ thủ quẩn,
mấy cái pháp gì nó tới tới là mình biết cái đó, thì cái tâm mình biết nhận xét ra đó, thì con người mình sẽ không có còn bị lôi cuốn vào bắt phong nữa. Thì lúc đó là cái tâm đã xả lưng chung chung trung hòa, trung hòa giữa các đó, không có còn bị lôi vào hai cảnh 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 được cảnh mất, cảnh thua cảnh cảnh được hạnh phúc hay vui buồn, họ không có bị phân biệt, họ bị không cuốn hút vào những chuyện đó. Có nghĩa là không phải họ là con người là không biết gì cold blood hay gì đó, là người lạnh cảm, không phải. Họ biết rõ tất cả những điều đó, họ biết cái pháp đó đến như vậy, cứ đến như vậy, thì đó là sự vô thường, và đừng có nên nắm kéo của nó. Nó không, mình không có kéo được cái sự vui của mình hoài, và mình cũng không 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 có cấm cản cái sự khổ đến cho mình. Nó là vô ngã, tất cả mọi việc đến trên cõi đời này do duyên và nghiệp, và mình phải tùy theo đó, và mình biết cái hành động theo lúc nào phải làm cái gì để mà theo 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 những cái pháp ở đời nó tới, để mà sống dung hòa, sống bình thản với cuộc đời muôn mặt. Để ý con sẽ muốn nói giống vậy đó, thì đó là do một cái sự nhận xét, do một cái kiến thức, do một cái sự thâm nhập của một sự hiểu biết những lời của Đức Phật, thì cái việc đời của mình hành những cái pháp Đức Phật dạy và hành đúng theo Ngài dạy, thì giữ dụng cái tâm hành xả trung bình, thì cuộc đời nó sẽ tiến triển, nó không có làm cho mình quá nhiều đau khổ. Ha ha ha, còn mấy phút nữa hết giờ rồi đấy sư, con nói vậy cũng đầy đủ ý hả sư ha, chắc sư không có càm ràm. Con nghe bà chị nói chữ càm ràm, lầu bầu, cằn nhằn, cưỡi nhưỡi, thiệt tiếng Việt Nam nhiều chữ quá sư ha. Nhà vào sao con cũng nói xong rồi, con xin trả máy lời, và con xin chúc các sư và quý vị được một buổi chiều an vui ha. Alo, 123, 123. Chị Kim biết rằng còn có mấy phút nữa mà cũng câu giờ ha, trước khi nói cũng là nhập đề một cách lung khởi, tức là nói chuyện trên trời dưới đất, rồi khi kết thúc cũng là trên trời dưới đất. Nội dung thì hay, tức là nhịn thì nhục, mà không nhịn thì bị đục, đó là pháp thế gian ha. Nhưng mà với câu Phật con này, hãy quay lại với chính mình. Do cái chữ nhắc tòa, do sự nhận thức, do sự hiểu biết, để rồi chúng ta chấp nhận chánh kiến. Chánh kiến ở đây tức là chúng ta ghi nhớ và biết mình, ghi nhớ và biết mình một cách đúng đắn, như thật cái gì nó xảy ra trước mắt của chúng ta, chứ không phải là ở bên ngoài. Chúng ta hãy nhìn lại chính bản thân của mình, và chúng ta biết chúng ta đang làm gì ha. Bởi vì trong sự tu tập á, thì quý vị biết rằng bình thường tâm thị đạo, chúng ta hãy sống một cách đừng có chạy đua vũ trang, chạy đua theo thời trang bên ngoài, mà hãy nhìn lại chính mình và những cái gì đã xuất hiện xung quanh mình. Hãy biến những cái tầm thường đó để trở thành phi thường, chứ không phải là cao xa gì hết. Chúng ta ăn biết ăn, uống biết uống. Trong cái ăn cái uống, chúng ta phải có sự ghi nhớ và biết mình, chứ không phải là ví dụ đưa một cái muỗng cơm lên trên miệng mà con người buông lung phóng dật, tức là họ không đưa cái muỗng cơm lên miệng mà đưa vô luôn hút. Có trường hợp như vậy không? Có, bởi vì chúng ta thất niệm. Còn chúng ta có niệm, tức là ghi nhớ về biết mình, thì bất cứ việc làm gì, thân khẩu ý của chúng ta cũng luôn luôn trong cái thái độ bình tĩnh. Thì chính cái bình tĩnh này sẽ giải quyết được vấn đề. Mà bình tĩnh đó chính là chữ nhất tòa, sự nhận thức. Lục căn tiếp xúc với lục trần,
Nhưng mà cái quan trọng là lục thức, chính cái thức này để chúng ta biết đó là đúng hay là sai. Buổi sinh hoạt của chúng ta bên này cũng vừa phải là sự phân tích của Sikkim cũng có ý nghĩa rất là hay, nhưng mà ngắn ngắn gọn gọn chút đi, đừng có dông ha. Còn thời gian thì những vị khác cũng có thể lên chia sẻ để quý vị hiểu câu Phật ngôn này dạy chúng ta như thế nào ha. Rồi, sa-ru. Phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được an vui. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh, bố thí và thâm thiền xin quay được vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng. Hộ trì đến tăng ni và các nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tên là sát cháu quách dê nát số thị vố hô tụ sơ phạt đà. Do lời chân thật này, kính dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thà Gia. Xin mời Sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Alo, Sư Hồng Nhật ơi.